Đại gia mõm nói phét lên trời xuống tay với vợ sắp cưới vì bị lật mắc nghèo. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT tiểu sử tử tù giang hồ người nổi tiếng. Dưới mắc đại gia lắm tiền ăn chơi, Nguyễn Văn Rạng đã thuyết phục cô ca sĩ chuyên đàn hát trong quán nhậu về sống chung một nhà. Vậy nhưng khi bị phát hiện về gia thế khổng lồ về người đàn ông của mình, không như những gì anh ta đã nổ, cô gái ấy muốn tử hôn và sau đó cô ta đã bị ra tay sát hại. Cô gái tử vong trong bụi sậy, nhắc đến vụ án đoạt mạng người giấu trong bụi sậy xảy ra năm 2014 đến nay người dân xã Tân Thới huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ vẫn chưa hết bàng hoàng vụ án gây chấn động cả một vùng quê yên bình ngày 1 tháng 10 năm 2014 trong lúc đi cắt cỏ anh Nguyễn Hữu Thủy ngụ xã Tân Thới huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ bị một phen hoảng vía khi phát hiện một nạn nhân xác định là nữ giới tử vong trong bụi sậy tại một khu đất bỏ hoang Nhận được tin báo của các cán bộ kỹ thuật hình sự, nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khu vực phát hiện nạn nhân là vùng lau sậy um tùm. Nạn nhân được phát hiện trong tình trạng phân hủy, phần đầu nằm dưới nước và chưa rõ nguyên nhân tử vong. Các cán bộ kỹ thuật hình sự nhanh chóng bắt tay và tiến hành khám nghiệm hiện trường, pháp y. Công tác khám nghiệm gặp rất nhiều khó khăn bởi xác nạn nhân đã phân hủy 50%, mùi hôi thối nồng nặc, khám nghiệm tại chỗ. Thời tiết cũng là một trở ngại lớn đối với việc khám nghiệm. Công việc khám nghiệm trở nên khó khăn khi trời mưa bất ngờ, buộc tổ khám nghiệm phải phủ màn cao su bảo vệ dấu vết hiện trường. Mặc dù gặp trở ngại nhưng các cán bộ khám nghiệm luôn cố gắng tỉ mỉ cẩn trọng theo đúng quy tắc để đảm bảo tính chính xác. Xem xét nạn nhân, bác sĩ Pháp Y phát hiện nạn nhân tử vong do vật cứng tác động mạnh. Từ những cơ sở đó, Tổ công tác Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Cần Thơ xác định đây là án đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều khả năng nạn nhân bị hung thủ dùng hung khí gây thương tích dẫn đến tử vong sau đó đem giấu trong bụi sậy nhằm mục đích phi tang. điều này đồng nghĩa với việc đây không phải là hiện trường vụ án nạn nhân bị sát hại ở nơi khác rồi mới bị đem giấu trong bụi sậy. từ nhận định này công tác mở rộng hiện trường được triển khai khám nghiệm tại tròi lá cách nơi phát hiện nạn nhân tử vong không xa lực lượng khám nghiệm thu giữ được một cây búa trẻ củi bằng kim loại bị dỉ xét nghi là hung khí gây án. kiểm tra cây búa phát hiện huyết người có hình dạng giống với dấu vết khám nghiệm pháp y. Bên cạnh đó, nạn nhân không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào nên chưa xác định được danh tính. Thông tin vụ án nhanh chóng được phát tán đi. Đến chiều cùng ngày, gia đình nạn nhân đã đến nhận diện dựa trên các đặc điểm về quần áo nữ trang thu giữ được. Nạn nhân được nhận dạng là Nguyễn Thị Ngọc Huệ, sinh năm 1974, quê quán phường Thới Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Để củng cố thêm, nhanh chóng mẫu ADN của nạn nhân được gửi đến phân cục giám định hình sự phía Nam kiểm tra Kết quả giám định đã xác định được phát hiện đúng là Nguyễn Thị Huệ. Sát hại vị hôn thê, lật mác đại giảm mọm. Tìm hiểu mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan điều tra được biết Huệ vừa đính hôn với người tên là Nguyễn Văn Rạng cách ngày phát hiện nạn nhân khoảng 2 tháng. Điều tra xác minh lý lịch cho thấy Rạng là đối tượng bất hảo, có tiền án 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn khỏi trại giam, đã chấp hành án xong trở về địa phương sinh sống nhưng đã đi khỏi địa phương cách đây một tháng bị vợ sắp cưới đòi chia tay sau khi phát hiện chân tướng thật của mình, rạng dụ chị này đến tròi dẫy sát hại rồi vứt vào bụi sậy. Mấy ngày nay, người dân ấp Trường Trung B, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, bàn tán xôn xao trước sự ra đi của chị Huệ, 40 tuổi, khi hung thủ được xác định là Nguyễn Văn Rạng, 49 tuổi, người vừa làm lễ đính hôn với nạn nhân. Đầu tiên cùng tìm hiểu về lý lịch của tẻ sát nhân. Tên đầy đủ Nguyễn Văn Rạng, sinh năm 1966, quê quán ấp Trường Trung B, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, tiền án tiền sự hai lần. Rạng là con thứ năm trong gia đình. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh ta không làm gì mà suốt ngày ăn chơi quậy phá. Tài sản của gia đình cũng bị mất mát theo những cuộc chơi, nên Rạng bị cha mẹ không nhìn mặt. Có lần nhậu nhẹt quậy phá, anh ta bị đánh chấn thương nặng ở đầu. Để có tiền tiêu xài, Rạng quay sang trộm cắp và lừa đảo nhiều người nên bị kết án 20 năm tù. Thời gian tụ án tại trại giam Z30 Đồng Nai, Rạng còn bị thêm tội trốn khỏi nơi giam giữ. Một người em của Rạng cho biết sau khi ra tù vào năm 2009, anh ta rất ít khi ở nhà. Thời gian gần đây, Rạng đến làm thuê cho người chị thứ ba ở phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Trong những lần lui tới quán bia ôm, Rạng quen biết chị Nguyễn Thị Ngọc Huệ, thường gọi là Trúc 40 tuổi, ngụ phường Thới Long, quận Ô Môn. Chị là một cô gái chuyên đàn hát mua vui ở các quán nhậu. Để lấy lòng người phụ nữ đã có con riêng, Rạng nổ mình là đại gia, thầu cá độ đá banh và hứa sẽ cho chị nhiều tiền sau khi cưới. Sau đó, để tỏ ra là dân có tiền, hắn về nhà chị gái lấy 9 tấn mè bán được 400 triệu đồng để tiêu xài và cung phụng cho người tình. Trước vẻ hào nhoáng bên ngoài, chị Huệ đã sụp đổ và ngã vào lòng người tình đại giả mõm. Để tỏ ra là dân có tiền, Rạng tiếp tục trộm hàng nông sản của chị mình mang đi bán lấy hàng trăm triệu đồng. Cũng trong khoảng thời gian quen nhau, Rạng chi tiêu rất hào phóng và thường xuyên chu cấp tiền bạc cho chị Huệ. Được biết rạng còn cho người tình 100 triệu đồng khi sự việc bị phát hiện, thêm một lần nữa gia đình từ mặt rạng. Được biết trước khi làm lễ đính hôn, cả rạng và nạn nhân đều đã có vợ hoặc chồng nhưng cuộc sống không hạnh phúc và đã ly hôn. Ngày 12 tháng 7 năm 2014, rạng tổ chức lễ đính hôn với chị Huệ, dự định khoảng tháng 8 năm 2014 sẽ cưới. Được biết trong lễ ăn hỏi với vợ tương lai, anh ta chỉ thông báo cho người nhà biết rồi thuê người trong xóm đứng ra làm đại diện nhà trai. Khoảng 2 tuần sau, Rạng đưa chị Huệ về huyện Phong Điền ra mắt cha mẹ. Lúc này, chị Huệ mới vỡ mộng, biết chồng sắp cưới thực chất là kẻ giả dối, nghèo khó, không như cái mác Rạng nói lúc đầu. Khi về nhà Rạng, chị Huệ tìm hiểu mới biết rõ sự thật Rạng không có việc làm ổn định, không có tài sản nhưng có tiền án 20 năm tù, rồi lại mới thực hiện vụ trộm mè tại cơ sở vật chất của chị ruột. Thì ra Rạng chỉ là đại gia mõm, vì vậy chị Huệ có ý định từ hôn và đã bỏ lên thành phố Hồ Chí Minh, rồi qua tỉnh Bình Dương kiếm việc làm, sau nhiều lần thuyết phục chị Huệ không được, Rạng bỏ về sống ở căn tròi trong vườn của cha mẹ. Thỉnh thoảng anh ta lang thang trong xóm than vãn rằng đã bị chị Huệ lừa dối, lợi dụng tiền bạc rồi xu tình cảm. Rạng tỏ vẻ căm phẫn, nói rằng sẽ lấy mạng chị Huệ. Rạng đi tìm chị Huệ và năn nỉ Huệ quay lại với mình. Tuy nhiên chị Huệ không chấp thuận. Vì muốn níu kéo quan hệ nên tối ngày mùng 10 tháng 9, Rạng nói với chị Huệ là vừa bán đất, kêu chị đến chỗ mình để đưa chị số tiền là 20 triệu đồng để giúp chị trả tiền mua chiếc xe máy. Thế vậy, chị Huệ tưởng thật cũng đồng ý. Chị Huệ tưởng thật nên tối ngày 10 tháng 9 năm 2014 đã cùng rạng đến ở tại căn tròi trông coi đất vườn của người em ở ấp trường Trung B, xã Tân Thới để lấy tiền. Chiều hôm sau, Rạng tiếp tục năn nỉ chị Huệ về đám cưới với Rạng, nhưng chị Huệ vẫn từ chối. Rồi hối thúc Rạng đưa 20 triệu đồng để trả tiền mua xe. Thấy không thể thuyết phục được nữa, nên Rạng nảy sinh ý định Tối hôm đó sẽ sát hại chị Huệ. Rạng nói chị Huệ ráng đợi đến tối để người em mang tiền tới sẽ đưa cho Huệ. Khoảng 20 giờ 30 phút trong lúc người tình không để ý, rạng dùng búa gây án và khiến chị Huệ tử vong tại chỗ. Gây án xong, hắn kéo xác nạn nhân bỏ vào bụi rậy, lấy đồ đạc của chị Huệ, giấu cùng bức thư tuyệt mệnh của mình ở khu mộ trong vườn rồi bỏ đi biệt tích. Khoảng 20 ngày trước, rạng đã đi khắp nơi trong xóm nói lời chia tay lần cuối với mọi người. Anh ta bảo rằng lần này sẽ đi lâu lắm và còn lên tận Đồng Nai tạm biệt con riêng của mình. Một hàng xóm của hung thủ cho biết. Đến sáng ngày 1 tháng 10, một người dân trong xã đi làm vườn thuê cho bố mẹ rạng ở ấp trường Trung Bê hoảng hốt khi phát hiện nạn nhân phân hủy mạnh trong bụi sợi um tùm. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát nhận định nạn nhân là chị Huệ và rạng có liên quan trực tiếp. Sau hơn một ngày đêm truy tìm, các trinh sát bắt được hung thủ đang lẩn trốn tại phường Thới An, quận Ô Môn. Rạng đã thừa nhận việc sát hại vợ sắp cưới. Lời thú nhận muộn màng Tại cơ quan công an, Rạng khai nhận do quá yêu chị Huệ nên hắn đã trở nên mất lý trí, không còn kiểm soát được hành vi của mình khi bị chị Huệ khước từ lời xin lỗi và quay lại của Rạng. Quá uất thận vì bản thân đã hy sinh cho chị quá nhiều, sẵn sàng bị gia đình từ mặt để được chị sống chung dưới một mái nhà. Có những đứa con đẹp như đôi vợ chồng trẻ nên Y đã dùng búa sát hại chị Huệ vào đêm ngày 11 tháng 9 năm 2014 hắn còn khai nhận thêm tôi định đợi sau khi chuyện kết hôn với cô ấy xong xuôi tôi sẽ thú nhận hết về bản thân mình chỉ vì quá yêu cô ấy nên tôi mới phải nói dối thế nhưng chưa kịp thì mọi chuyện đã kết thúc tôi rất ân hận giờ đây tôi chỉ muốn sớm kết thúc cuộc đời để được gặp lại huệ ở kiếp sau tôi sẽ bù đắp cho em đó là những lời chân tình của kẻ sát nhân do đó sau khi ly hôn và sinh sống một thời gian gần đây chị huệ có ý định chia tay rạng nhiều lần năn nỉ thuyết phục nhưng chị Huệ kiên quyết chia tay vì Rạng là một thằng đại giả mõm. Nghĩ chị Huệ có người khác nên Rạng muốn đoạt mạng chị cho hà giận. Trong quá trình bỏ trốn, Rạng đến nhà người quen tại quận Ô Môn mượn một xe máy nói là đi công chuyện, nhưng sau đó đem đi cầm lấy 2 triệu đồng để tiêu xài, nên bị thêm tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sáng ngày 21 tháng 4 năm 2015, Tòa sơ thẩm tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ tuyên phạt Nguyễn Văn Rạng 50 tuổi, ngụ xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ án tử hình về tội sát hại người, 2 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Giờ đây khi cánh cửa phòng biệt giam khép lại, cuộc đời của Nguyễn Văn Rạng đã chấm dứt, mối tình của hắn với cô gái mua vui quán nhậu kia cũng sẽ chấm hết. Tất cả chỉ còn lại những nỗi ân hận dai dứt sẽ đeo bám lấy rạng cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời khi hắn phải trả án. Vụ án về mối tình kết thúc đầy bi thảm cũng chính là bài học cho tất cả mọi người. Tình yêu cần xuất phát từ hai phía chứ không phải là sự thương hại và van xin. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ tử tù người nổi tiếng phát sóng vào 3 khung giờ, 11 giờ, 12 giờ và 18 giờ trên PKT.